Hello các bạn nha. Mấy hôm nay trời thời tiết nóng nực quá các bạn ơi. Nóng đến nỗi mà cái cây xoài ở phía sau nhà ngoại mình là nó cháy đọt luôn các bạn. Mình quay cho các bạn xem nè. Đây là cái cây xoài nhà ngoại mình nè. Nó cháy đọt luôn các bạn, để mình zoom lại cho các bạn xem nha. Đó các bạn thấy không? Những lá non ra tưởng là nó sẽ chỗ bông á các bạn, giờ là nó cháy đọt hết luôn. Còn cây đu đủ này thì thôi, héo queo luôn. Và hôm nay mình nảy sinh cái ý tưởng là ở trong nhà nóng quá các bạn, mình sẽ làm cái quạt gió hút cái hơi nước đá thổi cho mát các bạn ơi. Quá trời nóng nực kìa. Nhà mình thì không có máy lạnh nữa. Rồi các bạn cùng theo dõi mình làm nha. Đây là cái dụng cụ mình chuẩn bị nè các bạn. Dụng cụ gồm có một cái thùng mốt các bạn, cái thùng xốp á, một thùng xốp, ba cái chai nước suối nhựa mà mình bỏ, chai nước suối 1,5 lít á. Rồi thêm ba cái ống ruột gà nha các bạn. Cái ống này mỗi ống chỉ có 10.000 thôi các bạn ơi. Còn cái thùng xốp á các bạn, mình có thể là ra ngoài sạp trái cây á, mình mua lại cái thùng cũ có 10.000 à các bạn. Và đây là cái ngã ba ống 34 nha các bạn. Rồi mình tiến hành làm luôn các bạn ơi. Rồi và đây là mình bắt đầu tiến hành là lắp những cái chai nhựa này, mình gắn vào trước cây quạt và sau cây quạt nha các bạn. Rồi ok, mình tiến hành làm nha, các bạn theo dõi nha.
Và đây là cái thành quả mình làm xong nè các bạn. Rồi và mình cho nước đá vào thùng xốp luôn nha các bạn. Cho nước đá vào nửa thùng xốp nè các bạn ơi. Và mình cắm điện quạt thử cho các bạn xem nha. Mình thấy cái ý tưởng này rất chi là ok nha các bạn. Để mình thử xem thử coi là cái mức độ nó mát cỡ nào nha các bạn ơi. Ồ, quá mát các bạn ơi. Này các bạn có thể làm một cái nha. Quá ok các bạn ơi. Các bạn có ý kiến thì để lại bình luận ở dưới cho mình biết rõ thêm nha. Rồi, chào tạm biệt các bạn.